Mới, Bộ Y tế hướng dẫn mua thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa có hướng dẫn Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc mua thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá, đảm bảo mua thuốc phòng chống dịch Covid-19 trong các trường hợp khác nhau để đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống dịch Covid-19 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn lưu ý thực hiện các nội dung. Cụ thể, đối với thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung hoặc kết quả đàm phán giá được công bố, cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 điều 18 thông tư 15 gạch chéo 2019 gạch chéo TT gạch ngang BIT. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc mua thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá Đối với thuốc đã có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung hoặc kết quả đàm phán giá được công bố, cơ sở y tế căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, thỏa thuận khung, nhu cầu và số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung để ký kết hợp đồng và yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ, kịp thời. Trường hợp nhu cầu mua thuốc của cơ sở y tế do địa phương quản lý, cơ sở y tế do bộ, ngành quản lý trên địa bàn có nhu cầu sử dụng thuốc vượt 20% số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung mua thuốc tập trung cấp quốc gia, phải báo cáo đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương trường hợp nhu cầu sử dụng thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia của cơ sở y tế do địa phương quản lý cơ sở y tế do bộ ngành quản lý trên địa bàn vượt quá khả năng điều tiết của đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương hoặc cơ sở y tế phát sinh nhu cầu sử dụng mặt hàng thuốc phải báo cáo trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia trường hợp cơ sở y tế đã sử dụng hết số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung hoặc được thành lập sau khi hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu mua thuốc và vượt quá khả năng điều tiết Nhà thầu trúng thầu không cung, cấp được thuốc và có thông báo của đơn vị mua sắm tập trung về việc cơ sở y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu. Cơ sở y tế khẩn trương xây dựng nhu cầu và tổ chức mua sắm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, mua thuốc phòng chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu, không phụ thuộc vào hạng mức giá. Theo quy định tại nghị quyết số 79 gạch chéo NQ gạch ngang CP ngày 22 tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 86 gạch chéo NQ gạch ngang CP ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và quy định pháp luật về đấu thầu. Trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua thuốc phòng chống dịch, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày. Trường hợp mua sắm trực tiếp tại điều 24 luật đấu thầu, được áp dụng kết quả đấu thầu rộng rãi, hạn chế của gói thầu mua sắm hàng hóa trong vòng 12 tháng của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị khác mà không nhất thiết phải căn cứ vào kết quả đấu thầu của đơn vị mình. Mua thuốc phòng chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu theo quy định tại điểm A. Khoảng 1 điều 22 luật đấu thầu mà không phụ thuộc vào hạng mức giá gói thầu. Trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu thi chủ. Tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh được tổ chức lập, thẩm định và quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tham mưu cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn để chủ động ra soát, xác định nhu cầu hình thức mua sắm phù hợp khẩn trương thực hiện không để thiếu thuốc ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé